Kính chào bà con, đây là cái giống riêu 4 đầu mùa và bà con đã mở cạo được khoảng chừng giao này là bán mũ nước là giao thứ ba đó bà con. Thì bà con thấy là mũ cũng rất là ít ha. Do bà con đây một phần thì mở miệng không đúng kỹ thuật, thứ hai nữa cây thì nó cũng nhỏ ha. Giống riêu 4 á. Bà con thấy là mũ rất là ít. Thì dao này bán mũ nước là dao thứ 3, tức là mở miệng được 4 dao, tính luôn dao xả là được 4 dao bà con. Và ở đây thì bà con cũng có bỏ phân rồi, chế độ cạo thì cạo D2. Bà con thấy là cạo thì mình cạo cái chế độ cạo và cái kỹ thuật mở miệng cạo cũng rất rất quan trọng, ảnh hưởng đến sản lượng mũ á.